Thất bại 2-4 ở vòng đấu bảng giúp cho U17 Sông Lam Nghệ An rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Cầm bóng tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn, nên trong hiệp 1 và những phút đầu hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ đã dễ dàng có được 3 bàn thắng sau cú đúp của Hồ Văn Cường và một bàn của Đinh Xuân Tiến. Không còn gì để mất, trong khoảng 30 phút cuối trận, đoàn quân của huấn luyện viên Grashen đẩy cao đội hình lên tìm bàn gỡ. Hệ quả là họ có được 2 bàn nhờ pha lập công của Quốc Việt và tình huống đá phạt lấy nhà của hậu vệ bên phía đội bóng áo vàng. Tuy nhiên, chừng đó là tất cả những gì U17 Nutifood JMG làm được trong trận đấu này. Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An giành thắng lợi với tỷ số 3-2 để lần thứ 8 lên ngôi vô địch tại vòng chung kết U17 quốc gia.